Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh VBox Kids Coloring. Câu chuyện nàng tiên cá Ariel đã làm say đắm biết bao độc giả nhí trên khắp thế giới. Xinh đẹp, tràn đầy sức sống, lại có giọng hát quyến rũ khiến cả đại dương mê mẩn. Ariel mong muốn được thỏa sức khám phá thế giới mới mẻ trên đất liền và đã có một hành trình vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau vẽ và tô màu nàng tiên cá cùng VBox Kids Coloring nhé! Nàng tiên cá hay mỹ nhân ngư, trong tiếng Anh gọi là mermaid, xuất hiện từ lâu trong lịch sử văn hóa của nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Đó là một sinh vật sống dưới nước, có phần đầu và phần thân trên giống phụ nữ. Còn phần đuôi của nàng tiên cá thì tương tự với loài cá. Chúng mình vẽ nàng tiên cá có mái tóc bồng bềnh như những sóng nước như thế này nhé. Mái tóc bồng bềnh cuốn quanh thân người được luôn. Chỗ này để vẽ đôi bàn tay đang ôm lấy mái tóc của nàng nhé. Còn đây là chiếc đuôi cá chứ danh của nàng. Trên mái tóc của nàng tiên cá, chúng mình vẽ một vòng sao biển thay cho chiếc vương miện công chúa của nàng nhé. Ariel chính là công chúa, con vua thủy tề, cai quản đại dương bao la đấy. Chính vì vậy, các sinh vật dưới biển sâu rất gần gũi với nàng và sẵn sàng làm đẹp cho nàng công chúa của mình. Chúng mình vẽ những vảy cá trên đuôi cá của nàng như thế này nhé. Xếp lớp so le như vậy là được. Câu chuyện nàng tiên cá trong phim hoạt hình kể về nàng công chúa Ariel có cá tính khác biệt và lối sống hoàn toàn khác với những người chị em của mình, luôn có ước mơ đặt chân lên mặt nước và được tiếp xúc với con người. Nhưng vua cha của nàng luôn ngăn cấm bằng nhiều cách khác nhau. Cho đến sinh nhật 15 tuổi thì Ariel mới lần đầu được ngoi lên mặt nước cùng với các chị để ngắm nhìn bầu trời và đất liền. Bây giờ đến công đoạn thú vị rồi đây, đó là Let's Color! Các hộp màu của chúng mình đâu rồi nào? Để tô cho làn da của nàng tiên cá thì chúng mình lấy lọ màu be nhé. Màu be là beige, màu be cho khuôn mặt. Tô màu be cho nửa thân trên. Và cả đôi tay của nàng cũng có màu beige nhé. Trong chuyến khám phá thế giới con người, tình cờ chứng kiến hoàng tử bị rơi xuống biển, Ariel liền cứu chàng và đem lòng yêu hoàng tử tài giỏi, tuấn tú. Trở lại đại dương, Ariel vì muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, muốn làm bạn với con người và đến với hoàng tử của mình, nên đã từ bỏ đuôi cá, giọng hát cũng như tiếng nói của mình cho mụ phù thủy để đổi lấy đôi chân con người đấy. Ariel đã quá quen thuộc với mái tóc đỏ rực nổi bật giữa đại dương xanh thẳm rồi, nên chúng mình dùng màu đỏ red để tô màu cho mái tóc của nàng nhé. Chúng mình tô màu theo từng lọn tóc cho đẹp, nhớ chừa đôi tay của nàng ra đấy. Sau khi có được đôi chân con người, Ariel dù có thể đi bộ trên mặt đất, nhưng mỗi bước đi của nàng giống như bị những con dao sắc nhọn đâm vào và cũng chẳng thể nói với ai về thân phận của mình. Về phía hoàng tử, mặc cho người cứu sống mình là Ariel, nhưng chàng lại đem lòng yêu và quyết định kết hôn với cô gái mà chàng lầm tưởng là ân nhân cứu sống mình. Đó chính là cô gái mà mụ phù thủy biến thành, với vỏ sò đeo ở cổ, chính là tiếng hát của Ariel. Với Ariel, nàng không có tiếng nói, không thể giải thích, cũng không còn tiếng hát để khiến hoàng tử nhận ra nữa. Tuy nhiên, khi chiếc vỏ sò của mụ phù thủy vô tình bị vỡ, mụ ta đã bị mất quyền năng đối với Ariel. Nàng có lại giọng nói và tiếng hát của mình, nhưng cùng đó đôi chân biến mất và thay vào đó lại là chiếc đuôi cá quen thuộc. Hoàng tử cuối cùng đã nhận ra Ariel là ân nhân của mình và muốn kết hôn với nàng, nhưng Ariel đã bị đưa lại về đại dương. Với chiếc đuôi cá của nàng, tô màu xanh lá cây nha. Đó là green trong tiếng Anh. Có một số phiên bản thì đuôi cá của nàng tiên cá có màu xanh dương đậm, dark blue hoặc óng ánh như ngọc trai. Chiếc đuôi cá thật đẹp,
nhưng Ariel trở về đại dương lại luôn đau buồn, thương nhớ hoàng tử. Nàng đã xin vua cha thủy tề và cuối cùng được vua cha động lòng, đồng ý giúp nàng có lại đôi chân con người và kết hôn với hoàng tử. Chúng mình lấy thêm lọ màu xanh lục, dark green, để điểm xuyết cho một vài chi tiết trên đuôi cá của Ariel nhé. Vậy là cuối cùng, Ariel và hoàng tử đã tổ chức đám cưới xa hoa, lộng lẫy, sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau. Với vòng sao biển trên đầu Ariel, chúng mình lấy hai màu vàng yellow và xanh dương blue để tô xen kẽ nhé. Cuối cùng rồi đây, chúng mình dặm lại các đường viền cho đậm nét và sắc sảo hơn nhé. Nếu chúng mình muốn gặp các nàng tiên cá ngoài đời thực thì hãy trở thành những cô bé, cậu bé ngoan. Và biết đâu, có thể ba mẹ sẽ thưởng chúng mình một cuộc dạo chơi ở các khu thủy cung đấy. Hoặc hè này, chúng mình chưa biết bơi thì học bơi nhé. Bạn nào biết bơi rồi thì có thể sáng tạo một chiếc đuôi cá để trải nghiệm cảm giác trở thành những nàng tiên cá hay là chàng tiên cá dưới bể bơi nhé. Đẹp hơn hẳn phải không nào? Giờ thì thêm vài chấm nhỏ trên các bạn sao biển này cho sinh động nào. Vậy là chúng mình đã hoàn thành bức vẽ và tô màu nàng tiên cá rồi. Câu chuyện về nàng tiên cá luôn khát khao được sống là chính mình đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, từ hội họa đến phim ảnh và truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn nhỏ chúng mình nữa. Nàng Ariel tóc đỏ bơi lặn giữa đại dương xanh thẳm cùng với những người bạn cua, cá của mình vẫn mãi là hình ảnh đẹp của tuổi thơ chúng mình, phải không nào?